Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, cuộc chiến chống COVID-19 của thế giới đã bước sang giai đoạn mới. Thay vì theo đuổi mục tiêu diệt sạch virus đặt ra hơn một năm trước, nhiều nước đã và đang học cách sống chung với dịch bệnh. Tại Việt Nam, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, nhiều hoạt động đã được nới lỏng, trường học đã mở cửa để chào đón học sinh, sinh viên quay trở lại sau một năm đóng cửa vì đại dịch. Thế nhưng mới đây, dư luận không khỏi xôn xao trước những dự ngôn gây sốc của thần đồng Ấn Độ Anand. Trong video mới nhất của mình, cậu bé đã nhắc đến một thiên tượng hiếm gặp sẽ xuất hiện, điềm báo về tình hình chung của thế giới vào tháng 3, tháng 4 năm 2022. Theo cậu, vào khoảng thời gian này, loài người sẽ phải đối mặt với những nỗi lo lắng từ thảm họa liên tiếp dồn dập kéo đến. Đáng lo ngại hơn cả là đại dịch COVID-19 sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng khốc liệt mà chúng ta không được chủ quan. Vậy rốt cuộc, cậu bé Anand đã dự đoán dị tượng xấu nào xuất hiện kéo theo thảm họa kép giáng xuống loài người? Với chiến dịch tiêm chủng mạnh mẽ như hiện nay, liệu Việt Nam có phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới hay không? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi giải mã ngay sau đây. Quý vị thân mến, vào năm 2020, nhiều người hy vọng rằng đại dịch COVID-19 sẽ giảm nhiệt và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng bước sang năm 2021, sự xuất hiện của một số biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã khiến nhiều quốc gia ngày càng lún sâu vào đại dịch. Bước sang năm 2022, dù đã có vaccine, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Thay vì xóa sổ đại dịch, diệt sạch virus, nhiều nước đã và đang học cách sống chung với dịch bệnh. Đặc biệt với chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh, các quốc gia trên thế giới đang từng bước tìm hướng nới lỏng các biện pháp chống dịch phù hợp để phát triển kinh tế và nối lại hoạt động của ngành du lịch. Tại Việt Nam, do dịch bệnh được kiểm soát nên các hoạt động bình thường của xã hội đang từng bước trở lại, kinh tế phục hồi. Trong khi mọi người dân hân hoan phấn khởi khi đại dịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt, thì mới đây dư luận dậy sóng trước lời tiên tri gây sốc của cậu bé thần đồng Ấn Độ Abhigya Anand. Trong video mới nhất của mình, cậu bé đã đưa ra dự báo về những sự kiện lớn mà thế giới phải đối mặt trong tháng 3, tháng 4 năm 2022. Đặc biệt, cậu còn nhắc đến một thiên tượng hiếm gặp xuất hiện cũng chính là lúc những thảm họa liên tiếp kéo đến. Không chỉ vậy, Anand còn đưa ra cảnh báo về làn sóng mới của đại dịch COVID-19, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy rốt cuộc, thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện kéo theo thảm họa kép trong tháng 3, tháng 4 năm 2022? Liệu Việt Nam có phải đối mặt với làn sóng đại dịch bệnh mới hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Abhigya Anand, thần đồng trẻ tuổi nhất của Ấn Độ, từng dự đoán đúng về sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 và sự ảnh hưởng nặng nề của nó tới toàn thế giới. Chính vì vậy, những lời dự đoán của nhà tiên tri 15 tuổi này luôn nhận được nhiều sự chú ý. Trên kênh YouTube với hơn 1 triệu lượt theo dõi của mình, mới đây, Abhigya đã đăng tải một video để đưa ra những lời dự đoán cho thế giới trong vòng 6 tháng tiếp theo. Đầu video, Anand cho biết một hiện tượng thiên văn hiếm gặp có tên là Kaspa Yuga vừa mới xảy ra. Thiên tượng này xuất hiện cho thấy tình hình chung của thế giới trong 6 tháng tới sẽ có nhiều biến động. Hiện tượng Kaspa Yuga xảy ra khi mặt trời, mặt trăng, sao kim, sao hỏa, sao thổ, sao mộc và sao thủy nối thành một đường với nhau, tạo thành hiện tượng 7 chòm sao nối một đường. Đây được xem là điểm hung trong chiêm tinh học. Kaspa Yuga đang dần dần hình thành và ổn định, và điều này chắc chắn sẽ có nhiều tác động đến thế giới. Anand nhấn mạnh sự hiếm gặp của các thiên tượng bất thường gần đây. Những sự kiện mà chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay là cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi xuất hiện nguyệt thực dài nhất trong 580 năm, thì bây giờ lại xuất hiện thiên tượng Kalaspa Yuga một lần nữa. Đây là một sự kiện hiếm hoi bởi vì sao Thiên Vương và sao Diêm Vương đều nằm trên một trục. Đáng chú ý, dự đoán về thiên tượng kỳ lạ này đã được Anand dự đoán từ tháng 10 năm 2021. Cậu bé nói rằng trong video ngày 22 tháng 10 năm 2021 của mình, cậu đã đề cập đến loại thiên tượng này và dự báo những điều mà thế giới sẽ phải đối mặt do loại hiện tượng này ảnh hưởng. Cụ thể Anand nói, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 sẽ có nhiều vấn đề, bao gồm thiên tai, nạn đói, lũ lụt trầm trọng, dịch COVID-19 tăng cao và diễn biến phức tạp. Và đúng như vậy, trong khoảng thời gian đó, thế giới đã xảy ra rất nhiều biến cố khác nhau, cậu bé cho biết. Chúng ta thấy một số các sự kiện đang diễn ra trong khung thời gian đặc biệt này. Một điều đáng tiếc và đáng buồn đã đến, chẳng hạn như ngày 11 tháng 12 năm 2021, một ngày sau mốc thời gian mà Anand đã tiên đoán
có những cơn lốc xoáy mạnh bùng phát ở các bang miền Trung và Tây của nước Mỹ. Cậu bé nói, vào mùa đông khi thời tiết mát mẻ thì việc có lốc xoáy ở khu vực này rất hiếm xảy ra, nhưng nó đã đến. Theo tôi được biết, có ít nhất 100 người đã chết sau những cơn lốc xoáy. Tất nhiên đây là lời cảnh báo từ mẹ tự nhiên. Theo Anan thì đây chỉ là những cảnh báo ban đầu. 3 ngày sau, tức ngày 14 tháng 12 năm 2021, khi tiên cượng Kalaspa Yoga thực sự bắt đầu, thì lúc đó Indonesia đã xảy ra một trận động đất mạnh đến 7,7 độ Richter. Cậu nói, một trận động đất mạnh như thế nhưng không có nhiều thiệt hại thì chắc chắn đây là một cảnh báo mạnh mẽ nữa từ mẹ thiên nhiên mà chúng ta nên tiếp nhận. Thiên tượng Kalaspa Yoga còn đi kèm với những hiện tượng thời tiết cực đoan, ví như núi lửa Semeru ở Indonesia phun trào. Anan cho biết, núi Semeru không phải là ngọn núi lửa bình thường, nó được xem là một ngọn núi rất linh thiêng ở Indonesia. Bạn biết đấy, khi phun trào, nó đã khiến 48 người thiệt mạng. Đây là một sự kiện đáng tiếc, nhưng cũng là một cảnh báo rõ ràng từ mẹ thiên nhiên. Tiếp theo chính là những ảnh hưởng về kinh tế mà thiên tượng này dẫn đến. Cậu bé cho biết, nền kinh tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong 6 tháng tới, cụ thể là từ tháng 12 đến tháng 5 năm 2020. Đây sẽ là khoảng thời gian nền kinh tế thế giới chịu đựng mạnh mẽ và sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi lại. Đồng thời, cậu bé còn cho biết một số sự kiện quan trọng mà cậu đã đề cập trong video lần trước sẽ phát sinh, khiến nền kinh tế lung lay, mối quan hệ giữa người với người sẽ có thay đổi lớn. Anan nói, một tình thế lớn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới trong 6 tháng tới. Nếu nó không nổi bật ngay lập tức thì cũng sẽ âm thầm diễn ra đằng sau và nhất định sẽ lộ diện trong khoảng tháng 3 đến tháng 4 năm 2022. Nó sẽ ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Theo đó, cậu cho biết thị trường tiền điện tử trong thời gian tới rất ảm đạm. Chính phủ sẽ có những chính sách thắt chặt đối với ngành này nên sẽ có tác động tiêu cực không nhỏ lên đó. Đồng thời, trong video lần này, cậu cũng đưa ra các dấu hiệu khách quan trong các lĩnh vực như vàng bạc và đất đai. Cụ thể, Anna cho biết, tốt nhất các khoản đầu tư cho năm 2022 sẽ là vàng, bạc và đất nông nghiệp. Thiên tượng Kalaspa Yoga lần này cũng ảnh hưởng đến sự gia tăng kiểm soát của người dân và chính phủ. Anan nói nó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đây là biểu hiện tại nhân gian do thiên tượng này mang lại. Cậu cho biết vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, một hiện tượng thiên văn tương tự xuất hiện và chính phủ các nước cũng bắt đầu siết chặt kiểm soát, phong tỏa khắp nơi, khiến người dân sợ hãi, hoảng loạn, nền kinh tế sụp đổ và hiện nay điều đó đang lặp lại một lần nữa. Anan nhận định các biện pháp phòng chống dịch bằng cách phong tỏa, đóng cửa hiện nay là không phù hợp và thực tế đã chứng minh là nó không có hiệu quả, đồng thời còn mang đến tổn thất to lớn cho nền kinh tế. Cậu nói, tôi cảm thấy hầu hết các biện pháp này đều không phù hợp, nhưng chúng đã được sao chép ra khắp nơi, đồng thời được dán nhãn là mặc định, che lấp đi các biện pháp thích hợp khác. Đáng chú ý, trong dự ngôn của mình, cậu bé còn đưa ra cảnh báo về diễn biến mới nhất của đại dịch COVID-19. Thần đồng trẻ tuổi này cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron là tín hiệu mừng có thể chấm dứt đại dịch COVID-19. Liệu điều này có đáng tin? Thần đồng cho biết tình hình dịch bệnh chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng từ bây giờ trở đi, như đã đề cập trong video ngày 22 tháng 10 của tôi. Từ tuần thứ 2 của tháng 12 năm 2021, chúng ta có khả năng thấy một làn sóng dịch bệnh lớn hơn ảnh hưởng đến các quốc gia trên toàn thế giới, chủ yếu là tại các khu vực được tiêm phòng đầy đủ. Anna nhấn mạnh, ở đây tôi không có ý phân biệt những người đã tiêm chủng hay chưa tiêm chủng. Nhưng các bạn sẽ thấy một điều rằng các khu vực được tiêm chủng cao thì sẽ bị ảnh hưởng của dịch lớn hơn, trong đó có cả đất nước của tôi, Ấn Độ. Tất nhiên điều này rất đáng tiếc, nhưng đối với Ấn Độ lần này, nó sẽ không khủng khiếp như đợt dịch hồi tháng 3 đến tháng 5 năm 2021. Lần này sẽ hơi nhẹ, nhưng nó sẽ tác động rất lớn đến các quốc gia khác. Các nước khác mà tôi muốn nói đến ở đây là những quốc gia ở châu Âu và một số nước khác trên thế giới. Anna nói rằng có rất nhiều người đã hỏi cậu về loại biến thể mới, Omicron. Thần đồng cho biết cậu đã từng dự đoán về loại biến thể này trong video tháng 4 năm 2020. Cụ thể cậu nói, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2021 sẽ có sự phục hồi vô hình từ COVID-19. Cậu bé cho biết Omicron là bắt nguồn từ COVID-19 và nó thực sự sẽ là một mối đe dọa mới cho tương lai. Loại biến thể này có thể gây hỗn loạn cho một số khu vực, làn sóng mới này sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Thời điểm khủng hoảng trầm trọng nhất là tháng 3 và tháng 4 năm 2022. Lúc này, mối quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi.
sự kiểm soát của chính phủ đối với người dân sẽ tăng lên nhanh chóng. Số ca nhiễm Omicron sẽ tăng lên nhanh chóng và hoành hành khắp thế giới. Mỹ và các nước châu Âu sẽ trở thành những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Loại biến thể này có thể khiến nhiều nước phải áp dụng lệnh phong tỏa một lần nữa. Điều này sẽ khiến người dân hoang mang, hoảng sợ, cũng như gây ra các vấn đề kinh tế. Dù vậy, thần đồng tiên tri Ấn Độ này lại cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron là tín hiệu đáng mừng, báo trước thời kỳ chấm dứt đại dịch. Nhà tiên tri nhí cũng cho rằng dịch COVID-19 sẽ chấm dứt vào tháng 5 năm 2023. Vậy nên, loại biến thể này nên được chào đón, nhưng các quốc gia trên toàn thế giới đang gieo rắc nỗi sợ hãi quá nhiều và tôi nghĩ rằng điều đó cũng sẽ gây ra các vấn đề cho nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Anand cho biết, động đất, lốc xoáy, núi lửa là những cảnh báo từ mẹ thiên nhiên đến mỗi một người trong chúng ta. Vậy nên chúng ta cần hiểu ra, thực sự thức tỉnh và thay đổi. Cậu nói chúng ta phải chịu trách nhiệm trước thần vì đã phá hủy sự sáng tạo của Ngài, làm ô nhiễm trái đất, tàn sát động vật. Trong thời đại đen tối này, tôi nghĩ chúng ta phải có lòng trắc ẩn với mọi người, thiên nhiên và động vật. Tất cả những cảnh báo này từ mẹ thiên nhiên chỉ là các loài thiên tai nhỏ nhằm chỉ cho chúng ta biết được lỗi lầm của bản thân, biết phản tỉnh và sửa chữa sai lầm, tránh gây ra những hậu quả lớn hơn khác. Anand nhấn mạnh, điều quan trọng với tất cả chúng ta là nhận ra rằng nghiệp chính là nguồn cơn của tất cả các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, và muốn tìm giải pháp để giải quyết vấn đề thì cũng phải bắt đầu từ đây. Khi đạo đức xã hội xuống cấp, con người chạy theo lợi ích bản thân, làm tổn thương đến người khác, thiên nhiên thì trong vô minh đã tạo thành nghiệp lực to lớn, từ đó dẫn đến kiếp nạn cho bản thân. Vì vậy, muốn giải quyết triệt đề vấn đề thì phải nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, quay về các giá trị truyền thống. Đồng thời cậu bé khuyên mọi người nên lan tỏa lòng tốt ở khắp mọi nơi, truyền bá sự thật và chân lý, giúp mọi người phân biệt được thiện ác, đúng sai và hiểu được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu nói, tôi nghĩ đó cũng là một điều rất quan trọng giúp mọi người trở nên kiên định hơn. Cuối video, thần đồng Anna nói rằng, hãy luôn nghĩ về thần và luôn luôn đặt niềm tin vào thần. Cho dù bạn ở bất cứ tôn giáo nào hay tín ngưỡng nào, thì hãy tin và chiều theo các tiêu chuẩn đạo đức mà thần đã lưu lại cho con người từ nghìn xưa mà quy chính bản thân. Đến nay, nhiều nước đã từ bỏ chiến lược Zero Covid mà chuyển sang sống chung an toàn với dịch. Virus liên tục biến chủng để tồn tại. Trong bối cảnh chỉ có sự thay đổi là chắc chắn. Muốn tồn tại và thành công, chúng ta cũng cần phải thích nghi và điều chỉnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Với mỗi người dân, trong khi chờ đợi vaccine được phổ biến, việc đầu tiên nên làm là chủ động phòng dịch, tự chăm sóc sức khỏe, sống lạc quan. Trong trạng thái bình thường mới, một số hoạt động đang dần trở lại bình thường, nhưng đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục đòi hỏi các giải pháp kiểm soát chặt chẽ. Mỗi người dân cần tự ý thức, hết sức cân nhắc để tự hạn chế và kiểm soát nhu cầu như nhu cầu đi lại, nhu cầu giao tiếp, tụ tập nơi đông người của bản thân. Thực hiện nghiêm 5K, ý thức của mỗi người sẽ là lá chắn thép trong phòng chống dịch. Chỉ cần một vài người thả lỏng quá mức, việc thiếu cảnh giác rất có thể sẽ dẫn đến những hệ quả khôn lường. Mới đây, thần đồng tiên tri người Ấn Độ Anand đã đăng tải một video dài gần 20 phút lên kênh YouTube cá nhân. Trong đó, cậu đưa ra những dự đoán về tình hình dịch bệnh, nền kinh tế cũng như thiên tai nhân họa có thể sắp xảy ra đối với thế giới trong thời gian sắp tới. Đầu video, Anand cho biết, thiên tượng hiếm gặp này xuất hiện sẽ cho thấy tình hình chung của thế giới trong 6 tháng tới sẽ có nhiều biến động. Cậu bé cho biết, biến thể Omicron là bắt nguồn từ COVID-19 và nó thực sự sẽ là một mối đe dọa mới cho tương lai. Loại biến thể này có thể gây hỗn loạn trong một số khu vực, làn sóng mới này sẽ ảnh hưởng tới mọi người.